Xin chào các sếp, lại là chúng mình, Nhã Nhạc đây. Gần đây thì đã có cả một chiến dịch chưa từng thấy nhằm giải cứu Amy sau khi mà nữ ca sĩ đã đi nghĩa vụ gần 2 năm và không cho ra mắt bất kỳ một sản phẩm âm nhạc riêng nào kể từ album Dream Me. Trong những năm qua, Amy vẫn đang phát hành nhạc đều đặn, nhưng phần lớn trong số đó là nhạc quảng cáo hoặc là kết hợp trong sản phẩm của các nghệ sĩ khác. Cô thì vẫn đều đặn tạo hit với những sản phẩm này, có thể kể đến như là Ưng Quá Chừng, Em Bé hay là 22. Thế nhưng, người hâm mộ rõ ràng là cần nhiều hơn thế ở một nữ ca sĩ đã từng là người được coi là sẽ dẫn đầu lứa ca sĩ Gen Z. Vậy thì điều gì đã khiến cho Amy biến mất trên thị trường? Và album mới của cô công chúa này có phải là điểm bùng nổ cần thiết? Và quan trọng nhất là vị thế của tình đầu quốc dân có còn thuộc về Amy? Hãy cùng Nhã Nhạc tìm hiểu ngay sau đây. Ra mắt công chúng vào năm 2019 với một bệ đỡ là ST319, Amy đã nhanh chóng tạo ra một loạt dấu ấn khó phai với những sản phẩm chất lượng. Chính bởi vì thế nên là em bé Amy đã nhanh chóng trở thành một cái tên hiếm hoi theo đuổi hình tượng công chúa ngọt ngào tại V-pop, sánh vai với những công chúa ngọt ngào khác của US-UK hay là K-pop. Và cũng bởi vì theo đuổi phong cách cùng với cả hình ảnh Vietnamese sweetheart hay là tình đầu quốc dân, vậy nên là âm nhạc của Amy thì có phần trẻ trung, năng động, hợp thị hiếu của giới trẻ. Sau 5 năm sự nghiệp thì cô nàng Gen Z đã thành công rực rỡ, sở hữu gần 20 hit và đều on top và trending ở bất kỳ một thời điểm phát hành nào. Thậm chí thì có rất nhiều bình luận nửa đùa nửa thật được tung hô rằng giọng nghe thì cũng dẹo dẹo nhưng mà có thể biến bất kỳ ai thành con nghẹo, bởi vì âm nhạc của Amy ấy là cái thứ duy nhất tao chơi. Có lẽ cũng bởi vì thế mà người người nhà nhà thì đều tỏ ra bất bình với việc là Amy không ra mắt sản phẩm cá nhân nào trong 4 năm qua. Trước khi chính thức ra mắt, Amy đã có một bước chạy đà đáng chú ý khi mà kết hợp cùng với cả B-Ray ở trong X Head Me, phát hành đúng vào dịp Valentine năm 2019. Không chỉ là một bài hát giúp cho B-Ray có một bước chuyển mình cần thiết trong sự nghiệp khi chính thức từ underground bước lên mainstream, X Head Me còn khiến cho cộng đồng lần đầu biết đến giọng ca nữ tính của Amy bị bất ngờ bởi nội dung ca khúc đi ngược lại xu hướng. Ra mắt vào đúng dịp Valentine, nhưng thay vì gửi lời tới khán giả những bản tình ca ngọt ngào, X Head Me lại lấy cảm hứng từ các mối tình cũ mà ở đó ai cũng làm tổn thương nhau, dây vò nhau và có những lỗi lầm riêng. Chính bởi thế mà chất giọng đanh đá của B-Ray kết hợp với cả vocal trẻ trung và ngọt ngào của Amy đã tạo ra một ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên mà Amy góp giọng và đồng thời cũng đem về cho cô rất nhiều thành tích khủng. Ca khúc nhanh chóng lọt top trending, thu về 100 triệu view chỉ sau 7 tháng ra mắt. Hiện tại thì con số này đã tăng lên là 181 triệu lượt. Phần hát của Amy viral mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, giúp cho cô nàng nổi tiếng dù chưa chính thức debut. Sau khi thu hút sự chú ý cùng với cả X Head Me, Amy đã thừa thắng xông lên, tấn công vào trái tim nhỏ bé của hội con trai cô đơn Việt Nam khi mà chính thức ra mắt công chúng vào tháng 3 năm 2019 với MV Anh Nhà Ở Đâu Thế. Anh nhà ở đâu thế? Cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường. Định hướng hình ảnh rõ ràng ngay từ sản phẩm debut, Amy đã theo đuổi hình tượng kẹo ngọt, dễ thương, dịu dàng và công chúa. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ, nàng công chúa bé nhỏ kẹo bông ấy thì lại chủ động trong việc tán tỉnh anh em chúng tôi. Và vì thế, sự hồn nhiên, mơ mộng, đậm chất thả thính của Anh Nhà Ở Đâu Thế đã trở thành một đòn đánh đậm emotional damage khiến cho cả thế giới phải tan chảy. Ở thời điểm ra mắt thì MV Anh Nhà Ở Đâu Thế đã leo lên top 2 trending của YouTube và chỉ chịu đứng sau Kill This Love của Blackpink. MV debut của Amy gia nhập câu lạc bộ 100 triệu view chỉ sau 1 năm lên sóng. Từng đó là đủ hiểu định hướng mà Amy lựa chọn thành công đến mức nào. Không chỉ có màn debut ấn tượng, hai single được Amy phát hành tiếp theo cũng đã mang về hàng loạt những thành tích đáng kể. Nào là Đen Đá Không Đường tiếp tục tán đến đổ gục những anh trai nhạy cảm và dễ khóc như tôi, cho đến là Trời Giấu Trời Mang Đi, kể về câu chuyện có người dám làm Amy khóc vì phải lòng em khác. Em không hiểu. Cùng với đó là những giai điệu bắt tai, lời ca dễ thương, nữ tính đã giúp cho hai ca khúc của Amy liên tục lọt vào top nhạc số. MV đều thu về hàng chục triệu lượt xem. Cứ như thế, Amy đã có một màn ra mắt thành công rực rỡ với 4 hit gây bão làng nhạc vào năm 2019. Từ đó thì tạo tiền đề cực lớn để khi mà Dream Me ra mắt một năm sau đó, khiến cho cả làng nhạc pop Việt được fan chào đảo. Ở trong giới tập gym thì anh em còn đánh giá đây là một album giúp lên cơ nhất mọi thời đại. Thậm chí routine tập luyện có thể bao gồm đọc tin nhắn của người yêu cũ trước khi tập, trong lúc tập thì đổ mồ hôi mắt cùng nhạc của Amy và kết thúc bằng những lời khen của bro. Thực sự là đã biến rất nhiều anh em chubby trở thành sáu múi trong một thời gian ngắn. Album Dream Me được sáng tác và sản xuất bởi những gương mặt quen thuộc như là Hứa Kim Tuyền, TDK, Lily, Grady, Virus, Tree. Album thì bao gồm 10 ca khúc, trong đó có 6 ca khúc đã được phát hành trước đó. Sau chưa đầy một ngày ra mắt thì album phòng thu đầu tay của Amy đã debut ngay vị trí quán quân của bảng xếp hạng iTunes Việt Nam lẫn cả Apple Music Việt Nam. Thông điệp truyền tải trong cả album Dream Me là năng lượng tích cực của tình yêu.
Bởi vì thế nên là hệ thống âm thanh được chọn lọc trong khâu sản xuất cũng là bộ nhạc cụ bao gồm tiếng bass, string thanh mạnh mang âm sắc trong trẻo và tích cực. Cùng với đó là hệ thống vocal không có quá nhiều layer, chỉ tập trung vào sự hồn nhiên, nhẹ nhàng của giọng hát Amy. Vậy nên là nỗi buồn trong bài hát cũng là những cảm xúc man mác, nhẹ nhàng, tương tư chứ không tập trung khai thác sự đau khổ của tình yêu. Điều này thì càng làm nổi bật cái concept sắp xếp các bài nhạc theo cảm xúc, tinh thần và thời gian trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông. Cả album vì thế nghe sẽ giống như là một trải nghiệm thơ mộng trong bất kỳ một mối tình gà bông nào đó. Có lúc nhẹ nhàng, khi nghịch ngợm, khi thì đáng yêu. Sau khi ra mắt album Dream Me, Amy và ekip đã đem đến một live session tại Đà Lạt với các ca khúc cho album được phối lại theo phong cách acoustic. Chương trình sau đó đã tiếp tục gây tiếng vang bởi vì âm nhạc trong trẻo, hình ảnh đầy dịu dàng, mang tính chữa lành. Đồng thời thì cũng tạo ấn tượng rất lớn đến tâm trí của khán giả, khắc họa hình ảnh một cô bé Gen Z đáng yêu, hoài niệm và dễ thương. Một nàng thơ đúng nghĩa khiến cho bao trái tim phải thổn thức chỉ với nụ cười của nàng. Nhưng mà cô nàng cũng trở thành một trường hợp đặc biệt bởi vì sau album debut thành công quá trời thì Amy lập tức thể hiện bản thân là một nữ nghệ sĩ chuẩn Gen Z, bởi vì thay vì ra nhạc tiếp thì cô ấy chủ động đi bào tiền tư bản, cụ thể là dành tới 4 năm sau đó chỉ để làm nhạc quảng cáo. Cô nàng đặc biệt là hợp cạ với các rapper, cứ kết hợp là thành hit. Amy từng hợp tác với cả Carrick trong sản phẩm Em Bé, sau đó là bản hit quốc dân Tình Bạn Diệu Kỳ kết hợp cùng với cả Ricky Starr và Lăng LD. Có một thời điểm dân tình ám ảnh với cái trend Đưa Tay Đây Nào, Mãi Bên Nhau Bạn Nhớ được khởi xướng từ Tình Bạn Diệu Kỳ. Đầu năm 2023, Amy tiếp tục náo loạn mạng xã hội với giai điệu meo 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 meo, trở lại tâm trí rồi đây, của Ưng Quá Chừng. Ca khúc quảng cáo chỉ 1 phút 30 giây nhưng mà lên xu hướng cả TikTok lẫn cả YouTube, mang đến nhiều cột mốc không tưởng. Cho đến hiện tại thì Ưng Quá Chừng vẫn chưa hạ nhiệt, dân tình vẫn còn mê mẩn với cả sự đáng yêu, giai điệu gây nghiện mà Amy đưa đến. Thậm chí là gần đây, sản phẩm kết hợp với cả MC Ki Trả Lại Phong Cách Tôi Đây còn được cư dân mạng ủng hộ điên đảo luôn đấy chứ. Cũng bởi vì thế nên là mini album Mộng Mị mới ra mắt gần đây đã trở thành một điểm khởi đầu cho những thay đổi mang tính bản lề của Amy. Mini album Mộng Mị bao gồm 5 ca khúc được chia làm 2 phần sáng tối rõ rệt. Nếu như Mộng Du và Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm là tiếp nối hình tượng của một cô gái đôi mươi dễ thương trong trẻo trong Dream Me, thì Amy trong nửa sau của mini album dần bộc lộ nhiều hơn những lo âu, những tổn thương trong hành trình trưởng thành. Mặc dù đâu đó thoáng qua, Mộng Mị có một chút khắc họa một Amy tê dại vì dài tệ, nhưng mà ở đây, tình đầu quốc dân của chúng ta đã bắt đầu nghĩ nhiều về mình hơn thay vì tập trung vào chữa lành. Cô nàng sẽ chủ động đối mặt với những gì đang xảy ra để cảm xúc chảy trôi giống như trong miền Mộng Mị. Và cũng suy nghĩ nhiều hơn về chính mình trong 2000 câu hỏi vì sao, thay vì chỉ vu vơ, buồn bực như đã từng trong xuân hạ thu đông rồi lại xuân như hồi 4 năm trước. Trên mạng xã hội thì khán giả gọi vui Interlude Beautiful Nightmare chính là khoảnh khắc New Jean của Amy, khi mà nó gợi nhớ đến track Get Up trong EP cùng tên. Ca khúc với giai điệu đẹp cùng với chất giọng ngọt ngào của Amy là bước chuyển tiếp mượt mà mở đường cho nửa sau của mini album. Chính bởi vì thế nên là phần Interlude cùng với cả 2000 câu hỏi vì sao cũng đã trở thành một món ăn mà Nhã Nhạc thích nhất của album. Phần lời được viết theo hướng nữ tính nhưng mà không kẹo ngọt chơi chữ của Treat Mình, giúp cho cả hai ca khúc có chiều sâu hơn, giống tâm sự của một cô gái 25 tuổi đang vật lộn trong công cuộc tìm lại chính mình trong những lần yêu mù quáng. Chưa kể, công sức xây dựng không gian âm thanh theo kiểu hơi quái chiêu của Quý Ngài Dương Cây thực sự đã khiến cho bài nhạc thêm phần thổn thức, từ những sự hoang hoải trong màn đêm vô định khiến cho Amy như đang chìm vào cơn mộng mị trong phần Interlude, cho đến những tiếng dế kêu xa xăm ở góc phải phía trên của hệ thống âm thanh thật tình đã khiến cho những tâm sự của em bé Amy có bệ phóng tốt hơn, tạo điều kiện tiến gần hơn với cả cảm xúc của người nghe. Chất liệu nhạc house cùng với cả tiếng côn trùng giả dích trong đêm khiến cho sự lo âu của Amy như tan ra trong tâm trí người nghe, cảm giác như tôi đang gọi điện nghe Amy tâm sự về một chuyện tình buồn của mình vậy. Kết lại một hành trình nhiều cảm xúc, 2000 câu hỏi vì sao là lời tuyên ngôn cho sự trưởng thành của Amy. Vẫn là những nét nũng nịu nữ tính quen thuộc, nhưng mà những câu hỏi của cô gái trong lời bài hát nó còn bộc lộ sự yếu đuối và tự đối thoại với chính mình về một mối quan hệ đang bất ổn. Mini album Mộng Mị đã giới thiệu và mở rộng được nhiều khía cạnh mới mẻ của cô nàng, cả về âm nhạc lẫn cả tính cách. Amy đã dần trưởng thành khỏi những ca khúc pop thông thường, thử nghiệm nhiều hơn với các âm thanh điện tử. Giọng hát của nữ ca sĩ cũng đã uyển chuyển, linh hoạt và bộc lộ được nhiều sắc thái cảm xúc hơn. Nhưng mà thú thật thì mini album này chưa thỏa mãn được cơn khát và mong chờ của đại đa số khán giả. Cá nhân Nhã Nhạc thì mong rằng đây sẽ là mở đầu cho một album lớn hơn ra mắt vào cuối năm, bởi vì tâm sự kiểu này mà nghe vào mùa lành lạnh, man mác buồn thì chắc chắn là hết lấc luôn. Tất nhiên, mong muốn thì mong muốn như vậy thôi. Nếu Amy có thể ra thêm nhạc thì vui, còn không thì cũng hoàn toàn có thể thông cảm được. Với việc là đã vào nghề từ năm 15 tuổi, gắn bó với môi trường làm việc chuyên nghiệp ngót nghét cũng đã chục năm, không ít thì nhiều, Amy cũng sẽ có những áp lực vô hình, những khủng hoảng và những mệt mỏi
mà bất kỳ một cô cậu mới lớn nào cũng đang phải trải qua trên quá trình thấu hiểu bản thân và tìm lại sự dây liên kết với chính tâm hồn mình. Cái việc ra thêm sản phẩm hay là ra thêm album chắc chắn là sẽ đi kèm với cả các trách nhiệm mới và những áp lực mới. Vì vậy sẽ là tốt hơn nếu như Amy có thêm thời gian và không gian để đưa bản thân mình về với trạng thái tốt nhất. Và quan trọng nhất là để thích nghi với cả sự trưởng thành trong cả tâm hồn lẫn âm nhạc của mình. Với mini album Mộng Mị, người nghe đã thấy Amy không còn chỉ là những gam màu tươi sáng và rực rỡ ngày nào nữa. Thay vào đó là những gam màu trầm hơn, ấm hơn, phản ánh rõ nét hơn những thời điểm chuyển giao trong cuộc đời của cô nàng. Hy vọng với sự chuyển giao đầy hứa hẹn này, người nghe sẽ được chứng kiến một Amy mới mẻ, trưởng thành và đặc sắc hơn trong thời gian tới. Và đó cũng là toàn bộ những gì có trong video ngày hôm nay. Hy vọng các sếp đã có những giây phút vui vẻ và thoải mái khi xem video này. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhã Nhạc. Sự ủng hộ của các sếp là động lực giúp cho anh em tôi sản xuất nhiều content ngày càng chất lượng hơn trong tương lai. Một lần nữa thì tôi là Ánh Xá. Chúc các sếp một ngày xanh lá.